Lô, hôm nay là coi như là đi đi quăng chài ở sông La Ngà nè. Quay YouTube, quay YouTube nhá. Quăng chài ở sông La Ngà. Đây là chú hai mình. Hôm nay là 67 tuổi rồi. Đó. Đó, cái kỹ thuật quăng chài quay cho mọi người xem nha. Ừ. Quan chài ở sông La Ngà Bình Thuận nè. Đây. Để quay cho mọi người xem. Quá đẹp luôn. Quăng vậy mới quăng chứ. Quăng quá tròn luôn. Quá đỉnh. Sông này là cá là lớn lớn không á. Mà cái nước nó cũng lớn, hôm nay nước lớn á. Hôm nay nước nó hơi lớn cho nên là cũng hơi khó đánh chết. Đây. Sông La Ngà đây. Hôm nay nước rất là lớn này, nước sông được cái nó trong trong khe à. Nước này tắm sướng lắm nè. Ở đây có cái bãi cát bồi luôn. Đó. Đang chờ chú hai kéo chài lên. Quăng tròn quay luôn. Một con cá nhỏ. Đó, lấy lên, có cá mà. Ừ. Ừ. À. Đó, quá đẹp luôn. Đưa, tới 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 quầy anh ơi. Quay cho mọi người xem cách quăng chài và dính cá. Cá đây nó có cá mè đẹp lắm. Trắng bùm luôn. Đây. Cá này. Ừ. Cá này cá thiên nhiên luôn. Nó rớt sau lưng con kìa. Nó sau lưng có một con nhỏ kìa, rớt xuống rồi. Còn cá mè không à. Trước khi quăng mình rải nên ít lúa hơn. Ừ. Nó vô một bầy thì quánh lên kéo không nổi luôn. Hả? Nó vô một bầy quánh lên kéo không nổi luôn. Kéo không nổi luôn hả? Ừ. Mà chừng 3 kg là kéo nặng lắm. Quánh mấy cái hồ là kéo. Đây này này, liên liên con cá này vô. Mấy con cá nhỏ đem về cho gà nó ăn. Dạ. Hả? Không quánh được không? Quánh đi. Rất ngon. Bữa đây có cây á, khó. Khó. Hả? Đó, được được 3 con cá mè. Cá này ngoài con gọi là coi cá trắng bông lau. Có đuôi đỏ đỏ nè. Cái đây chú kia cá he. Ừ. Cây nó kêu cá mè đó. Cá mè. Cá mè. Đó, cái nghệ thuật quan chài là giờ giác một ít chài trên 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 vai là một ta một chia ra làm 3 phần đó. Rồi quăng là từ bên trái qua phải phải không? Thì chú quấn cái tré thì ừ. Thì chú quấn đây à là cái tré này à. Cái chè này mình ừ. Quấn cái tré còn người ta cầm người ta phải là nó ngược lại bên đây à, nó ngược lại bên đây rồi. Thì cách quăng chài là đây quăng cho nó tròn. Có nhiều người quăng là nó không tròn mà nó quăng cái người đi lú xuống luôn cái sông luôn à. Ở dưới đây có cái gốc cây nó đang nằm ở dưới sông thẳng luôn nè. Thì thường là cá mè nó hay ăn gì ăn ăn lú vậy hả? Ừ. Mình không rải cám để gì sao? Đây, cách quăng nè. Ồ, cũng quăng đều ghê không? Quăng tròn quay luôn. Còn góc phía dưới nữa. Mắc rồi hả? Giờ làm sao? Giờ phải lội xuống gỡ nhánh cây ra.
lúc không? Sao để đó ướt sao? Rồi bây giờ phải lội xuống gỡ nhánh cây ra đó. Cực vậy đó. Rồi mình xin tắt video đây nha. Để chú xuống gỡ nhánh cây ra. Tới không? Lặn xuống gỡ ra rồi đó. Kéo thử rồi. Có không? Có thấy có cá không? Hôm nay nước lớn quá có thể là ít cá. Hả? Ờ, cái bãi này có thể là nó đẹp hơn nè. Cái chỗ này có cây, có cọc gì không? Đây nè. Sáng nay chú Hai phải tắm sớm à. Ước mình à. Ừ. Rồi, cảm ơn mọi người nha.